Hello, ngày mới dân bảy chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay bà hai ông cháu của dân bảy sẽ bà ăn mì nha cả nhà. Mời cả nhà cùng xem dân bảy nấu. Rồi dân bảy bắt nước sôi về dân bảy luộc hột gà nha cả nhà. Nước nó nóng về dân bảy luộc cái hột gà nó mới cái chồng đỏ nó mới nằm giữa. Rồi dân bảy đổ dầu vô lần chiên xúc xích nha cả nhà. Chiên cho nó vàng lên, lát trong bãi bỏ vô mì. Quá đã. Rồi xúc xích vàng rồi dân bãi gấp xuống nha cả nhà. Rồi hột gà cũng dân bãi luộc chín rồi về dân bãi gấp ra. Rồi dân bãi nấu hai gói nha cả nhà. Về dân bãi cho giá vô. Đó. Rồi dân bãi ngắt hẹ bỏ vô. Trời ơi, quá đã. Bãi sắp phục dịch lên. Bãi sắp xúc xích lên. Đó. Rồi, dòng bãi ria bột ớt lên. Quá đã. Rồi giờ dân bãi chế nước vô nha cả nhà. Tượng của dân bãi phải chứa cả lít nước dân bãi chế hồi nãy giờ mà không thấy nước. Quá sức cái trận này. Rồi dân bãi nấu xong rồi cả nhà. Cái tượng của dân bãi cả nhà coi nè. Nó đầy nhóc mà bột ớt kêu bằng nó đỏ lên luôn. Còn cái tượng của Mỹ Tiên là không có bột ớt, mì bình thường nha cả nhà. Rồi dân bãi mời cả nhà cùng dùng với hai ông cháu dân bãi nha cả nhà. Hai cái nhà xúc xích. Dân bãi mời cả nhà cùng dùng với dân bãi. Quá đã, trời ơi, có bột ớt. Dân bãi lỡ tay nó đổ ra một cái rồi nó đỏ. Quá sức cái trận này, trời ơi. Quá cái tượng mì này. Dân bãi giờ thấy chóng mặt luôn. Quá sức cái trận này luôn. Đó, giờ xúc xích dân bãi. Đó, dân bãi cho lâu vô tương ớt. Trời ơi, xúc xích lâu vô tương ớt. Đó. Dân bãi mời cả nhà xúc xích chấm tương ớt. Trời ơi, quá lạ. Bãi mời cả nhà mì tôm nha. Đây cái dòng bãi thổi để nó nóng cái dòng bãi rồi. Quất vô một cái hai hàm răng dòng bãi nó rớt đất và bạch bạch liền. Bột ớt nó cay, rẻ mạt luôn. Ở nhà có bột ớt đỏ à, nó ngon mà nó cay. Dòng bãi trộn lâu vô tương ớt luôn. Trời rồi, bãi mời cả nhà. Trời ơi, nó cay, mà nó mặn luôn, rẻ mạt. Mì nấu vậy ngon không? Hả? Nói lớn lên cho cả nhà nghe nha. Quá sức. Nóng cái bằng rẻ mạt luôn. Ồ, dân bãi cho lậu vô à. Bãi hấp nước.
tội rồi, nó cay. Chưa trời nắng nóng mà hai ông cháu của dân bãi ngồi ăn mì tôm, trời ơi nó nóng cho bằng rẻ mặt. Dân bãi dắt bột ớt lên mà cả nhà coi cái cọng mì nó đỏ luôn vậy nè. Mời cả nhà ăn sống sót. Bãi mời cả nhà đũa mì. Quét từng ớt lên, phải mời cả nhà học gà nha. Quá đã. Cài cho cài tới luôn, nhưng bả dít miếng từng ớt vô đây. Trời ơi. Cái nấu về ăn ngon không? Dạ ngon. Sáng ăn vậy vậy. Xúc tích. Quá đã. Gắp trứng lên, vịt lên, lấy trứng gà lên, mời cả nhà đi. Con chúc tết hả? Ừ. Ăn gì ăn đi. Cho nhiều vô cho cả nhà xem nhé. Mời cả nhà ăn chúc tết. Quá xích. Sự hột gà nấu vô mì dân bãi mà cả nhà miếng mời dân bãi giết bột ớt dân bãi bỏ vô, trời ơi nó rút vô cái chồng đỏ của hột gà nó cay cho bằng rẻ mạt luôn, nó cay mà mồ hôi dân bãi từ đâu về mà nó rớt lạch bạch rớt cái thương luôn. Cả nhà miếng mời. Quá ngon không? Đâu con nói rồi. Quá ngon. Ok, dân bãi cho lâu vô tương ớt. Trời ơi, dân bãi mời cả nhà. Quá đã. Xúc tích cũng vậy, dân bãi lăn nó vô tương ớt luôn, trầu gì âu nó mặn mà nó cay, dông bãi luôn, tháo mọi hộp luôn, mồ hôi dông bãi luôn. Mà cái nhà miếng trong sát. Mồ hôi của dân bãi mà nó chảy như thác đổ à. Bãi mời cả nhà. Quá đã. Cháu nội của dân bãi đang đi học của mẫu giáo nè cả nhà. Hôm nay đi học vui không Cẩm? Dạ vui. Học có ngoan không? Dạ ngoan. Mời cả nhà ăn miếng xúc xích. Ngoan vậy mới được, biết không con? Cả nhà có cái tượng mì của dân bản, dân bản ăn cả buổi trời rồi mà cái tượng mì không thấy nó giật luôn. Quá thích. Mà cả nhà ăn xúc xích.
dòng bãi dít tương ớt lên. Trời ơi, bột ớt nó cay rồi, dòng bãi dít tương ớt lên thêm nữa nó cay, quá đã luôn. Bãi mời cả nhà. Trời ơi, tự ra mì cà, tôm mà dân bãi nấu, rồi dân bãi rắc bột ớt vô như vậy nó cay cũng y như mì và cay mà cấp độ 2, cấp độ 3 vậy. Cay cũng ít chất. Rồi lâu vô tương ớt rồi. Trời ơi, phải mời cả nhà. Quá lạ. Cũng cay như cay dòng bãi. Cắn cái ớt vô cho nó đã luôn. Trời ơi. Cái ớt nó cay nó nồng. Nồng mồ hôi dòng bãi luôn. Chảy ướt cái mặt luôn. Quá sức. Ăn vô con. Ăn vô anh. Nước không? Nước nào giọt nước. Mời cả nhà đi. Mời cả nhà uống nước. Phải mời cả nhà ca trà đá. Quá đã. Đã không con? Đã nói sao? Quá đã. Quá mời cả nhà ăn miếng thuốc khách. Thật sự mì nấu có hột gà về ăn quá ngán luôn cả nhà ơi. Nó ngán kêu bằng rẻ mạt. Bởi quá tầng ớt vô. Bởi mời cả nhà. Nó mặn mà nó cay. Mày giờ ngán không con? Ngán hả? Nói lớn lên cho cả nhà nghe. Ngán không? Dạ. Con ăn nổi hết cái bê tông đó không? Không nổi hả? Ăn đi, ăn được nhiều hay nhiều đúng không? Ăn no rồi thôi. Chịu không? Rồi. Con no rồi hả? Con no rồi vậy con ăn hết cốt chút chết đi. Thấy không? Lâu vô. Phải mời cả nhà xúc xích. Đã cho vô luôn. Trời ơi.
Trời ơi, ngọt trời. Cái ớt nó cay rồi mà rẻ mặt luôn. Trời ơi, mày anh mua cái vườn ớt ở đâu mà trầu dầu nó cay vẫn bả chịu đời cũng nổi. Nó thiếu mà nó cay luôn, rẻ mặt. Quá sức cái tuần mì. Bảy mời cả nhà. Ăn vô cắt. Ăn xúc xích nữa không? Nè. Ăn nữa. Ăn nữa hả? Ngán rồi hả? Ăn gì ít chết vậy? Con ngon rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà. Quá đã. Quá sức mồ hôi rồi. Bảy mời cả nhà xúc xích. Quả trắng nó rớt vô. Trời ơi, nó cay quá phê. Trời ơi, cả nhà coi cái tượng của dân bãi nè. Ăn uống nước nhiều vậy con, uống nước nhiều nó no cái bụng đi sao? Bát này cái nước này nó vừa mặn mà nó vừa cay, dân bãi mà hấp hết cái tượng nước này cái bụng trong bãi nó cũng bể cái bầm luôn. Dân bãi cố gắng hấp cho nó cạn luôn. Trâu dầu bột ớt nó cay. Còn miếng nước này dân bãi bỏ cả nhà. Nó cay mà nó mặn quá chịu đợi không nổi. Bãi mời cả nhà ca trà đá. Rồi ăn không nổi nữa không? No rồi phải không? Nói cho cả nhà nghe đi. Con sao? Con nói là cả nhà ơi. Thôi con xin kết thúc video đi. Thôi con xin kết thúc video tại đây luôn nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy con có hay thì cả nhà cho con xin một like, một vụt chia sẻ, một vụt đăng ký để con có động lực qua những video cái tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Thôi con xin chào tạm biệt các nhà video tiếp theo. Bye. Bye sao? Bye cái tay sao? Bye. Giỏi quá. Cháu nội ông nội quá dẫu luôn. Dân bãi xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video của hai ông cháu dân bãi nhà cả nhà. Dân bãi xin kết thúc video tại đây. Cả nhà thấy hai ông cháu ăn món mì này có hay, có ngon, cả nhà cho hai ông cháu của dân bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để hai ông cháu của dân bãi có động lực quay những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dân bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà đi con. Bye. Bye.